Nhân Giáp xin chào. Ở nhà anh chị em và các cháu nha. Ok. Hôm nay đi chuyện. Thẳng ghé. Cái này thấy vừa bán được quá. Đây quay cái sinh hoạt đây chút xíu cho đại gia đình anh chị em và các cháu xem nha. Ok. Đây là rừng, rừng đồng một bịch đấy, bán bịch trên đồng. Còn xoài này nè ngon lắm, 11 đồng thùng nè, đó là 11 đô, đó 11 đô la một thùng. Thùng mười mấy trái này đây coi, 5, 10, 14 mù chắc 14, 15 trái vậy đây. Cái loại nhãn tím này ngon lắm rồi nè, có xe mua vài thùng về đi ăn từ từ á, nó ngon chín tới, ngon lắm. Đây 5, 10, 14 trái. Cái này là lỏng lỏng nè, biết có ai rút ra không biết. Cái thấy thì 14 trái đó. Mà 11 đô. Cũng được ha nè. Con trái ở ngoài cũng thấy bự à nè. Gặp ơi nha, bán nãy ăn đồng mà không rẻ, này làm chuối ăn được, ai chú kia ăn được, có xe nha. Bán rẻ nơi nó bán thao cái mấy đồng này, mua về mua trái xanh xanh này về mình cũng được ha, làm chú kia ăn nha ha, nãy này cũng được nha. Này cũng ngon à, cái chiên này mày nãy này mùi thấy vậy làm chuối ngon lắm á, mùi nè nho này, nó bán rẻ quá trời luôn, nó đồng bịch, nó đồng bịch rồi. Ok nha, mình sợ đi rớt coi. Ba trái 3 đồng, trái bán 1 đồng. Nãy 14 trái 11 đồng. Giờ bán rẻ ra 1 trái 1 đồng. Ê, 3 trái 3 đồng. Rồi này 2 trái 5 đồng, đu đủ. Đu đủ, 2 trái 5 được. Đồng 49 phao 12 đồng mấy, đó là 5 đồng ký. Táo này 3 trái 2 đồng, 3 trái hàng bạc ăn mạnh mẽ luôn, trái là táo nhật này ăn giòn lắm á, bự lắm á, cái nhà bự lắm á, giòn tấu à, giòn tấu rõ rồi nó mềm. Đó giờ chị hấu chổng á, 4 đồng 9 cái, mình ấm cái này cho nó rành chút. Bữa
rưỡi thì ba đồng chín chín. Phao là 99 sen. Nhưng đậm một phao 1 kg cỡ 2 đồng mấy. Nhà táo này nó vàng ăn cũng ngon lắm nha, cái này 99 sen. Nó là lấy trong thùng ra. Lấy trong thùng ra. Đồng 99 một phao. Táo này bịch. Đồng 49. Này đậm trái lê gắn cái cây trái lê đậm. Này 2 đồng một hộp. Còn này 3 đồng. 3 cái 2 là 5 đồng, còn đây là 3 hộp 5 đồng. Người mua 2 nải chuối. Mua 2 nải chuối. Ốc giọt đủ thứ ốc mà voi gì đủ hết trơn. Để coi có xin rác không, chỗ kia nó hết rồi, đợi nó bán hết rồi. Nó bán hết rồi nên nó về bữa mới có. Nó lâu lâu mới nhập về, lần mắc quá không ai mua. Nó ít người mua thôi. Hay là cua đang lựa cua cá hồi mấy sáng nay mới mở cửa đi thật sớm. Cá họ mới đem lại. Thùng cá này bây giờ là nà thích ăn lắm. Cá rô là mấy cá rô chi. Chứ bán chưa để thấy, chưa để giá sớm. Hả? 2 đồng mấy nửa ký đi.
25 đồng miếng nè. Da cọp thì làm giả nhau. Thế là cái này gan nè, năm là mấy gan. Mới giờ dọn ra chưa có dọn rộng. Cũng có người đi chợ sớm mấy chút. Giá hai cái này ngon quá ha, cái này 4 đồng 99 nè, nó lậu nè, rẻ là 4 đồng 99. Hồi nãy cái kẽm thì nó thấy rồi, cái này đem chiên hay đem chân bún tàu cũng ngon nữa, nó lậu chân bún tàu cũng ngon, cái vàng này ngon chút nè. Dạ 4 đồng 99 nha, tức là cỡ 5 đồng mấy nửa ký thì cả 11 đồng ký luôn, 11 đô la đi, cỡ 250 ngàn Việt Nam mình đó, mấy chục ngàn ký. Đi ở Mỹ này nuôi cả 2-3 người Việt Nam được, hai gia đình Việt Nam 2-3 người được. Rồi Mỹ này 10 nuôi rồi hay là 2 người mình cứ lắm mình. Cá lậu này mới thì ăn cái bụng này, mấy thuốc này nè, mấy thuốc đó nó ngon đó, đó đang thuốc đó nè đó, và mua ăn thích ăn mấy thuốc đó. Mà cái đuôi người ta bán 10 đồng mấy pha, cái này mua 8 đồng mấy nè, mình á 8 mấy. Đây cái bụi dễ sợ luôn nè, cũng nhăn luôn, nó quắt đuôi nè, quắt thái đem lại. Cái này rẻ, có 1 đồng 99 bao à. Cá này đi chia tù cũng được, nhà nó có nó nhảy nè. Ngáp ngáp lên nhảy. Rồi đây nè, đây nè. Nó quá trời luôn, nhảy lên. Đó, nó nhảy. Nó quá trời luôn. Nó nhảy nè, nó nhảy lên vậy đó nè. Nó nhảy đó. Đây cá phi lê nè. Chọn chưa xong nữa. Cá này có 1 đồng 99, 2 đồng mấy, có 5 đồng ký lô. Đây 1 đồng 99. Mình chỉ 100 bạc ngon. Rồi có người quen thì mặn á, mà biết nấu. Và đây 1 đồng 99, 2 đồng mấy nửa ký, ký lô 5 đồng. 5 đô la là 100 mấy ngàn Việt Nam gửi về. Này là khoai này nó cân cháo chè gì đó hết trơn. Đây là món củ cải hầm gì cũng được đây nè. Mướp. Ngon ha. Ở đây cải ngọt ngon quá nè. Cái này giống như cái dao này nè. Nó cân rồi xào được hết trơn, đậu quay á. Que cái này cải. Này hủ qua 2 đồng 49. Này hủ qua này không mấy ngon.
có về mới mua hai lá thôi, nghỉ quay mới mua được, giờ qua giờ không có mua. Giờ lao thước đồng 49 như 2 đồng mấy nửa ký. Ok. Dạ. Ok, đồng 49. Mình tắt. Tắt này 2 trái nha, 3 đồng. 2 đồng 49 như 3 đồng. Đồng 99 bịch dưa cải đồng dưa đồng 4 mấy, cái này đồng 69. Có 99 xem giờ đồng 59 này. Ta gọi 2 đồng 59. Này nó có xương. Này thịt trên ấy thẳng một ớt kia nữa. 99. Thịt đùi với đồng 39 này là thấy không? Đùi rẻ, rẻ không đâu rồi. Xương này đồng 59 rồi đó, có đồng 2 à. Bây giờ đồng 59 à, mà thịt không à, xương này thịt không à. Cái gì khô ăn được hầm xương hầm. Đây đồng 99 à, thịt đùi à. Cỡ này đùi cũng vậy, đồng 39 à. 39 thì cỡ đồng gửi đi, 3 bạc một ký à. Thì cỡ 69 ngàn à, Việt Nam mình thịt đùi chắc đâu có 69 ha. Rồi
mà có mỡ thì rẻ nữa. Ô, phi lê đây có 2 đồng 99 nè. Phi lê có 2 đồng 99 rẻ nè. Coi biết lát mua. Coi hết rồi lát mua, giờ mà đâu có mua được. Cái cạch này đồng 19 gan nè, đồng 19 là đó gan có mấy chục sen. Còn này giò heo mà lắp có bả xương hết rồi. Còn này rẻ nè, có đồng 19 nè, chùi nè. Đem hầm giò măng nè. Đồng 19 nè, 2 đồng 3, 2 đồng 4. Có 2 đồng rưỡi đi, 5 đồng ký. Đó đồng 19 nè, cho đồng rưỡi đi, 3 đồng ký nè. Ký không có cả 70 nè. Tử này nó không có ra ấy là nó còn nhớ là mua được bò nè. Ok này đi xéo không, đi xéo té chân quá. Bá cá này không nhớ nè, xem nè. Cá tư tư nè, cá này có sạch nè. Quá trời luôn. Có cá đuối này nè. Cá đuối này nè. Cá đuối nè. Đầu cá, đầu cá. Cá gì qua này, cá cái mành á, cái mành là cá hồi. Nhà cá này mới chiên ngon. Chiên ngon. Ồ, có con cá lạc dài bự dữ nè. Hẹ đem xào trứng hay xào mì cũng được. Xe một túi này rồi cho mình làm cái chiên hấp rồi cũng được.
thấy không, mùa xuân mà còn lạnh dữ đó. Có bữa nóng, bữa lạnh. Bữa nay lạnh nè, khá lạnh đó, ta bận nằm cả nhà thêm đó. Gió quá trời luôn. Thấy gì không được. Bye.